Thoạt nhìn, sân sau yên tĩnh của gia đình Pania Kamrap trông chẳng khác gì những căn nhà khác tại ngôi làng hẻo lánh này ở Thái Lan. Nhưng vào tuần trước, người đàn ông 34 tuổi sống tại căn nhà này đã trở thành thủ phạm trong vụ thảm sát tàn khốc gây chấn động cả nước. Kamrap đã giết 36 người trong vụ thảm sát kéo dài 3 giờ đồng hồ ở ngay chính quê mình. Trong số nạn nhân có cả những người hàng xóm, kể cả một người bạn thời thơ ấu cùng 22 đứa trẻ ở một trường mầm non ở địa phương. Những ngày trước khi xảy ra vụ giết người, những người hàng xóm như Sombat Ratani đã nghe thấy tiếng nổ của khẩu súng lục 9mm của Kamrap vang lên, phá vỡ sự im lặng của ngôi làng. Viên cựu trung sĩ cảnh sát này đã bị sa thải vào đầu năm nay vì sai phạm liên quan ma túy. Có tiếng súng vào đêm hôm trước. Vào khoảng 9 hoặc 10 giờ tối, tôi nghe thấy 3 phát súng. Sau khi hắn ra khỏi ngành, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn, nhưng thỉnh thoảng hắn lại nổ súng. Cảnh sát ở làng đã đến cảnh báo và họ đã tranh cãi. Trước đây, hắn không xử sự như thế. Sau khi bị sa thải, hắn mới như vậy. Kamrap trở về nhà vào năm 2020 sau một thời gian ở Bangkok. Ly hôn xong, Kamrap dọn đến ở với một người phụ nữ và con trai của người này. Đồng nghiệp cũ cho biết sau khi bị sa thải, Kamrap trở nên nóng tính và bắt đầu đánh nhau. Vào đầu ngày xảy ra vụ thảm sát, Kamrap đã có một cuộc hẹn làm việc với tòa án, nhưng không rõ chuyện gì đã xảy ra ở đó. Khi trở về nhà, Kamrap không thấy bạn gái và con trai của cô. Cho đến khoảng giữa trưa, Kamrap rời nhà trên một chiếc xe bán tải và va chạm với một người đàn ông đi xe máy trước khi hạ kính xe xuống và bắn người này. Ratani nói rằng sự việc xảy ra ngay bên ngoài cửa hàng của ông. Một người đàn ông ngã ở đây và tôi đã kéo anh ta vào đó. Mọi chuyện xảy ra ở đó, nạn nhân không chạy được, anh ta bỏ đi. Sau đó hung thủ đã lao vào một nhóm người ở ngã tư và đâm họ bằng dao, rồi lái xe đến trung tâm phát triển trẻ em Uthai Sawan. Trong khoảng 20 phút, anh ta đi từ phòng này sang phòng khác, bắn tắc giáo viên và dùng mã tấu chém các bé. Một số giáo viên chạy trốn sau bức tường, nhưng một phụ nữ có thai 8 tháng đã không thể trốn được. Một giáo viên khác là Maliwan Lasofa, là bạn thầy thơ ấu của Kamrap, đã cố gắng cầu xin hung thủ, nhưng Kamrap hạ sát cả hai. Tôi được nghe kể rằng mọi người bảo Maliwan chạy đi và nó cũng đã chạy rồi, nhưng tôi không biết con gái tôi nghĩ gì nữa. Nhưng tôi nghĩ nó thương bọn trẻ và cô giáo đang mang thai và con bé đã quay trở lại nói chuyện với hung thủ, cũng là bạn bè với nhau, nhưng ở tình huống đó không thể nói chuyện được. Các nhân chứng cho biết Pania đã bình tĩnh cầm dao và lái xe trở về nơi ở của mình. Người hàng xóm Suwan Ton Somsen cho biết bà đã nhận được những tin nhắn từ con dâu đang trốn trong nhà với hai đứa con, phải dùng tay bụng miệng con để giữ im lặng. Tin nhắn có nội dung hắn ở đây. Bà Suwan cho biết mình đã gọi điện cho cảnh sát 165 lần. Vào lúc 3 giờ chiều, kẻ sát nhân đã đốt xe tải của mình, bắn bạn gái và con trai của cô, sau đó tự sát. Phó cảnh sát trưởng Thái Lan, tướng Surachate Happan, thừa nhận cảnh sát đã phản ứng chậm trễ và đã đến quá muộn để ngăn chặn vụ thảm sát. Sau vụ việc thương tâm, các quan chức y tế đã tổ chức các buổi trị liệu thăm khám tại nhà và đưa ra lời khuyên về sức khỏe tâm thần cho người thân các nạn nhân.